bên kia là mũi đường một, hello mọi người, anh đang đi chơi hay không? Dù bà đuối sớm núi xa cho rất ai dài nè các bạn. Đây là cảnh tượng thứ hai nè. Để ghi dấu cuộc hôn nhân, anh cho chúng ta quá đẹp luôn má ơi. Để trở thành một ca khúc biểu tượng trong một cái đám cưới nè. Con mi tội hình thức nè. Cái con này đẹp nè. Phía bên tay trái, phía bên tay trái. Cái con này là cái bao đầu tiên của Việt Nam nè. Được khách thành vào năm 2000. Được khánh thành vào năm 2000. Được xây dựng vào năm 1997. Còn mỹ thuật hai nằm trên cao tốc Bắc Nam Việt Nam là cao tốc mỹ thuật Cần Thơ CT01. Đây là cao tốc hàng đầu của Việt Nam, được khánh thành vào năm 2023. Chào phần luôn. Còn mỹ thuật 1 có chiều dài là 1.400 mét. Đây là cảnh chùa ở núi San Bạc Liêu này các bạn. Đây là chùa Bà Mẹ Nam Hải ở Bạc Liêu nè. Các bạn nhớ hay thì nhớ đăng ký nhé. Còn bây giờ bye bye.